Look at that. Trời trầm vỗ tay. Sáu mũi. Chị Vương thấy em nặng cách khác hơn mọi ngày không? Có tháng nặng khác nữa. Bởi đó phải học nhiều phương pháp. Bây giờ này lặng lặng lách hơi nhiều quá ấy. Phân bổ nhiều nữa nha. Phân bổ nhiều. Này giống như lối gì đó. Phèn phèn. Sống mũi, sống mũi. Giờ chắc mổ OB rồi. Quay lâu vậy có úp lên Facebook được không? Có chứ, nhưng mà chưa. Để lên YouTube trước.
rồi, nó mắc rồi. Nhau quá. Sao quả này về đẹp trai nhỉ? Nhắn lại. Cái này phải đi nữa. Ra ở địa ngục ấy. Cô lên. Bên kia không có. Mà là ta mấy ông không chịu nổi không? Nín thở không dám thở nữa. Ngứa kìa, nó sao đứng yên chứ. Cái đó hồi mà tắt đi ra tôi mừng dở lắm, đứng cãi khan cãi quanh nữa. Mũi cắn mà cô không dám gãi nữa. Cái này mà có điện mua mở, mua 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 mua. Cái này có điện không luôn, nhảy 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 qua cái này đâu. Đấy là tay cầm điện thoại bị rung á hả? Cái này tay cũng rung phải không? Cầm chặt hết rung. Chặt hết rung rồi chứ. Phải nặng ri chứ, còn không nặng ri là không có cách chị quay được hết. Nặng hai cái bấm, hai ngón cái bấm lại với nhau ấy, không quay được. Làm xong chưa baby? Chịu. Cái tiếng rầy nó không biết. Kể cái video này em quay dài luôn cho chị luôn nè. Quay cho hết mụn luôn. Thở không được rồi. Cái gì mà nó đang dữ vậy? Vô thèm thôi chứ làm gì. Dạ. Cái đèn nóng nó tráng luôn á.
phương hướng rồi. Rồi. Chấm dứt chương trình đi cưng. Hết chưa?